Quý vị khán giả đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Bản tin tiếp theo cho hay, từ biệt vua Maori của New Zealand tại tang lễ, nữ hoàng mới được công bố. Một nữ hoàng Maori mới đã được tấn phong vào hôm thứ Năm, đảm nhiệm vai trò này vào thời điểm New Zealand đang phải đối mặt với một số thách thức lớn nhất đối với quan hệ chủng tộc trong hai thập kỷ. Một tuyên bố do các đại diện đã đưa ra cho biết Nga Waihono Etepo đã được các bô lão Maori chọn để thay thế cha của bà. Vua Tuheitia Putatau Te Werowero thứ 7, người đã qua đời ở tuổi 69 vào tuần trước sau một ca phẫu thuật. Hàng ngàn người tụ tập tại Turaka Wadway, nơi họp mặt của phong trào King để tiễn biệt nhà vua trong một tang lễ truyền thống. Vua Tuheitia được chôn cất sau lễ xuất dầu thánh cho con gái trong một buổi lễ. Trong đó, ông được đưa đến sông Waikato bằng xe tang trước khi được chèo bằng một đội thuyền Waka là loại xuồng Maori truyền thống đến núi Taupiri, nơi ông sẽ được chôn cất cùng với các thành viên hoàng gia khác và những người Maori có địa vị cao. Vua hoặc nữ hoàng Maori được xem là thủ lĩnh tối cao của một số bộ lạc hay iwi, nhưng không liên kết với tất cả các bộ lạc đó. Vai trò của quốc vương không có thẩm quyền tư pháp hoặc pháp lý ở New Zealand và phần lớn mang tính nghi lễ. Máy bay trực thăng đã hỗ trợ chữa cháy cho Bellfire tại California. Các trực thăng bay trên những đám cháy Bellfire tại miền trung California thả nước xuống những bụi cây đang ầm ĩ cháy trên sườn đồi dốc của quận Sierra. Những đám cháy bùng phát lại vào thứ Hai ở khu vực rừng quốc gia Tahoe thuộc Sierra tây bắc của Lake Tahoe, biên giới California-Nevada. Cục Lâm nghiệp Quốc gia cho biết, từ ngày thứ Tư, đám cháy lan rộng tới 3.000 mẫu và chưa được khống chế. Tới nay chưa có báo cáo về thiệt hại về cấu trúc. Cộng đồng Sierra Brooks ngay phía bắc, đám cháy đang trong tình trạng di tản bất buộc. Cơ quan lâm nghiệp cho biết nhiệt độ cao hơn bình thường và gió nhẹ tiếp tục kéo dài. Đội cứu hỏa Hot Shot chiến đấu để cho khống chế đám cháy Bellfire ở miền trung California. Các đội cứu hỏa Hot Shot đã làm việc để xây dựng các đường bao quanh chu vi của đám cháy Bear ở miền trung California vào ngày thứ Tư. Đám cháy bùng phát vào ngày thứ Hai tại khu vực rừng quốc gia Tahoe thuộc quận Sierra phía tây bắc hồ Tahoe trên biên giới giữa California và Nevada. Cục Lâm nghiệp Quốc gia cho biết vào ngày thứ Tư rằng đám cháy đã lan rộng đến khoảng 3.000 mẫu anh và đã được khống chế 0%. Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại hay kết cấu. Các thành viên của đội cứu hỏa liên ngành Fulton đã đào các đường bao quanh khu vực phía đông nam của chu vi vào sáng ngày thứ Tư, hoàn thiện các đường bao đã được kéo dài qua đêm. Cộng đồng Sierra Brooks ngay phía bắc đám cháy vẫn đang trong tình trạng sơ tán bắt buộc. Cục Lâm nghiệp cho biết nhiệt độ cao hơn bình thường và gió nhẹ được dự báo sẽ kéo dài đến ngày thứ Tư. Anh Quốc đã chi 15 triệu bảng Anh trục xuất người di cư về Việt Nam và 10 nước khác. Bộ Nội vụ nước Anh chi 15 triệu bảng Anh cho đối tác về hồi hương ở 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhằm tăng số vụ trục xuất những người di dân bất hợp pháp bằng thuyền nhỏ. Tờ báo Independent của Anh tiết lộ, hành động này diễn ra sau khi 12 người di cư tử vong vào ngày 3 tháng 9 trong nỗ lực vượt eo biển Manche. Đây là nỗ lực vượt biển chết chóc nhất trong năm nay. Bộ này đang tìm kiếm tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận hỗ trợ những người di cư tái hòa nhập khi họ bị trục xuất về quê hương. Theo hợp đồng được công bố vào tháng trước, chính phủ Anh chi 5 triệu bảng Anh mỗi năm để cho những tổ chức từ thiện cung cấp giúp đỡ cho người tị nạn không thành công và những người không có quyền ở lại nước Anh như chỗ ở hay tiền mặt. Số tiền này cũng cung cấp cho gói thực phẩm hỗ trợ tìm kiếm và đoàn tụ gia đình, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và việc làm, vận chuyển đến những điểm tiếp theo ở quốc gia quê hương của cá nhân. Những nước bao gồm Việt Nam, Albania, Bangladesh, Ethiopia, Ghana, Ấn Độ, Iraq, Jamaica, Nigeria, Pakistan và Zimbabwe. Bản tin tại Việt Nam, Công an thành phố Sài Gòn tạm giữ hình sự một trong năm bảo mẫu đánh trẻ ở mái ấm Hoa Hồng.
Công an quận 12 ở thành phố Sài Gòn đã tạm giữ hình sự với bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, cư ngụ ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, và làm việc với 4 bảo mẫu khác đã được xác định đã đánh trẻ ở mái ấm Hoa Hồng. Bà Cẩm bị tạm giữ điều tra vì hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật Hình sự. Công an cho biết qua làm việc, bà Cẩm cũng đã thừa nhận trong quá trình chăm sóc trẻ tại mái ấm Hoa Hồng đã nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể của trẻ để làm các cháu sợ không quấy phá. Công an quận 12 nói trên tờ Dân Trí rằng đã vào cuộc sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân về việc hành hạ người khác xảy ra tại mái ấm trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở này đang nuôi giữ 86 trẻ em, vượt quá số lượng được cấp phép là 47 trẻ. Bước đầu, công an xác định 5 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ em, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 người có mặt tại cơ sở. Tờ Thanh Niên từng phản ánh mái ấm này như địa ngục trần gian vì trong quá trình chăm sóc trẻ, các bảo mẫu đã có những hành động ngược đãi, đánh đập trẻ dã man. Theo ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, việc các bé bị đánh đập là rất nghiêm trọng. Những tổ chức cá nhân liên quan chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm minh, không bao che. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ có giải pháp kiểm tra để bảo đảm an toàn cho trẻ. Chó hoang ở Thổ Nhĩ Kỳ tìm được nhà ở nước ngoài sau khi có luật mới đuổi chúng ra khỏi đường phố. Những chú chó hoang trước đây tại Istanbul là Delhi và Psycho đang sống ở Hòa Lan, tận hưởng cuộc sống gia đình được chiều chuộng sau nhiều năm ở nơi trú ẩn tại thành phố Thổ Nhĩ Kỳ. Và khi những chú chó hoang khác đối mặt với việc bị bắt giữ theo luật mới để đuổi chúng ra khỏi đường phố, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đạo luật vào tháng 7 ra lệnh tịch thu 4 triệu con chó hoang của đất nước, bất chấp sự phản đối của những người yêu động vật và phe đối lập. Họ lo lắng luật này khiến cho nhiều con có thể bị tiêu hủy. Bộ luật này được thúc đẩy bởi những lo lắng về vụ tấn công của chó, tai nạn giao thông và bệnh dại lan tràn, mục đích đưa chó hoang vào trại tạm trú của thành phố vào năm 2028. Bộ luật cho biết bất cứ con chó nào có hành vi hung hăng hay mắc bệnh sẽ không thể chữa khỏi sẽ bị an tử. Nhà hoạt động vì quyền động vật Nigel Sayar điều hành một trại tạm trú phi chính phủ dành cho chó gần Istanbul, gửi hàng trăm con chó hoang ra nước ngoài để nhận nuôi, nhưng cho biết nhu cầu tăng vọt từ khi luật được thông qua. Chuẩn bị chú chó đến Liên Âu với thủ tục giấy tờ và tiêm phòng cần thiết thì mất khoảng 3-4 tháng, tốn khoảng 1.000 euro. Để ứng phó với luật mới này, một số công ty nhận nuôi chó hoang cho văn phòng của họ, một khách sạn trên bờ biển xây dựng một nơi trú ẩn cho chó, giới thiệu chúng với du khách, và một bác sĩ thú y cung cấp vaccine miễn phí cho những người nhận nuôi động vật từ đường phố. Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng bẫy và triệt sản chó và thả chúng quay lại những con đường. Những người chỉ trích luật mới cho biết số lượng chó được kiểm soát nếu chính sách này được thực hiện đúng đắn. Bản tin vừa qua cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Tuyết Nha và Linh Trịnh trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Chúng tôi cũng xin mời tất cả quý vị đưa con em đến vui Tết Trung Thu tại Chùa Đường Ngự vào Chủ nhật tuần sau từ lúc 3 giờ chiều với rất nhiều những chương trình hấp dẫn, bổ ích mang đến cho các em nhỏ một tuổi thơ thật là ý nghĩa và Tết đoàn viên sum vầy tại hải ngoại. Chương trình với sự góp mặt của các em thiếu nhi từ gia đình Phật tử sẽ trình diễn văn nghệ, câu lạc bộ tình nghệ sĩ, hoa hậu từ thiện nhóm Ba Âm và các ca nghệ sĩ khác nữa, cùng với màn ảo thuật vui của ảo thuật gia Ngọc Minh và biểu diễn võ thuật Thiếu Lâm Tự từ trường Shaolin Academy. Tất cả quý vị, cả gia đình, tất cả mọi người đến đây đều nhận được những lá thăm để bốc thăm may mắn dành cho cả gia đình. Riêng các em sẽ nhận được rất là nhiều những món quà như là được nhận bánh trung thu, rồi hàng ngàn món đồ chơi, bong bóng, thú nhồi bông, đồng đèn và những giải thưởng hấp dẫn dành cho những cuộc thi như là thi vẽ tranh, thi thiết kế trang trí đồng đèn, rồi thi quốc phục đẹp, thi đố vui có thưởng. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5400, 892-5400. Chương trình này hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả gia đình. Vâng, Tuyết Nha và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào và kính chúc cho quý vị một buổi tối vô lượng an lạc.